Dạ rồi, xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa khách mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống vỏ showroom Sài Gòn, hàng chuẩn bo cho cô chú anh chị mình mua về mình lấy bo à, cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Hôm nay giá cũng khá là ưu đãi cô chú anh chị. Không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một cái lô siêu ôm Sài Gòn hả cô chú anh chị. Rồi bông rất là to luôn ha, về cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình chơi đó 2024 ha. Rồi bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đúng rồi. Rồi giờ một cái đầu clip là mã số 43T ha, một cái siêu ôm Sài Gòn ghép phơm tàn hả cô chú anh chị. Rồi cái này về của chú anh chị mình nuôi ha, tới đó là tàn tới lớn lắm nha. Rồi cây này thì mình có cắt đôn là một lần rồi cô chú anh chị ha, nè đang đi cơ đọt mới cô chú anh chị ha. Cắt đôn mà cho cây nó sum hết cô chú anh chị, cho nó kẹo tàn cô chú anh chị ha, tại vì cái tàn á nó cây siêu ong Sài Gòn giống nó mạnh, nó thuộc dữ lắm, là mình hay phải thường mình nên là cái này ghép cũng khá là lâu rồi nên phải cắt đôn lại cô chú anh chị ha, đi điều mà đi cơ đọt mới điều gan rồi ha. Rồi thông số mã số gì vậy bạn? Rồi mã số 43T. Rồi rồi hoành thân của cây là được 19 hả cô chú anh chị. Rồi chiều cao của cây là được 90, tán ngang là được 75. Rồi rồi cái siêu ôm Sài Gòn mã số 43T cây đầu clip này ha, thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 2 triệu nha quý anh chị. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 44T nha cô chú anh chị mình. Rồi tiếp theo mã số 44T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị, cây này kẹo tàn luôn ha. Rồi một cây đang phát triển rất là mạnh luôn, cây thuộc đậm rất là nhiều các cô chú anh chị. Rồi thông số luôn bạn ơi. Rồi hoành thân của cây là được 18 nha. Rồi chiều cao của cây là được 92, tán ngang là được 77. Rồi cây siêu bông Sài Gòn mã số 44T em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 2 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi mình đã cây ha. Rồi là mã số 45T cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này tàn cũng khá cô chú anh chị ha, nhưng mà nó không được kẹo tàn mà mấy cây kia cô chú anh chị. Rồi đang đi đọt nè, hoành thân là 19, bo già nè cô chú anh chị, gì mà lấy bo liền được. Chiều cao 82, tán ngang 72. Rồi rồi cái siêu bông Sài Gòn mã số 45T nhận giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 1.500.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi mình đổi cây ha. Rồi rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo là mã số 46T. Rồi cũng là một cây siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi, cây này tàn ha, tròn rất là tròn luôn này. Rồi về cô chú anh chị mình lấy bo ghép rất là nhiều luôn nè. Hoành thân là được 21. Rồi chiều cao là được 75. Rồi tán ngang là 82. Rồi rồi cây siêu ôm Sài Gòn này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2 triệu mốt nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi là mã số 46T. Rồi tiếp theo mã số 47T. 47T cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn luôn cô chú anh chị ơi, cây này tàn quá trừng tròn luôn nè. Mấy cây này về mà lấy bao siêu nhiều luôn cô chú anh chị ha. Rồi bình thân cũng lớn nữa ha. Rồi hoành thân 21 luôn, bằng cây hồi cây trước ha. Rồi chiều cao là được 90, tán ngang là được 1m luôn. Rồi, cây mạnh khỏe nè, đi đọt nó nhuột nè cô chú anh chị không. Cây này lớn hơn cây trước nha cô chú anh chị, về lấy bo ngon tàn đều luôn cô chú anh chị. Rồi cây mã số 47T cũng là một cây siêu ôm Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 2.200.000 bao phí ship luôn ha. Rồi rồi thì cây mã số 47T cũng là một cây cuối clip của em luôn ha. Hôm nay em lên 5 cây siêu ôm Sài Gòn lớn cho cô chú anh chị mình xem ha, và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 nha cô chú anh chị, và em xin chào cô chú anh chị mình nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ha. Rồi, cô chú anh chị mình cũng không quên cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh em quay những video mới cô chú anh chị mình nhận được thông báo đó và xem sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.